này chưa? Cắt cỡ lên. Xin chào Thanh Thanh nha. Để có người vô xem và mình lên sản phẩm nha. Hôm nay mình bán đầu like sản phẩm là 10k nha. Nhưng mà bạn phải chia sẻ vô 10 nhóm với một trang cá nhân của bạn nha. Đợi xíu nha hai người, để có cái đông đông mình like lên nha. Đồng giá 10k nha. Bán như tặng luôn. Bạn chia sẻ lên 10 hội nhóm nha, với một trang cá nhân. Đầu like mình sẽ bán sản phẩm 10k cho các bạn nha. Đợi lượt 10 hoặc 20 người đi rồi mình sẽ lên nha. Sản phẩm 10k nha. 10 người xem sẽ tặng cho một cây son. Cây son dưỡng môi, hàng hiệu Hàn Quốc đó, đủ màu luôn. Đây. Để đông đông lên rồi mình lên sản phẩm nha. Mấy bạn hãy tăng view lên, tăng view lên. Mọi người xem mình sẽ tặng cho một cái đầm thiết kế. Nhi Nhi rồi kìa, Yến Nhi vô rồi kìa. Yến Nhi Nhi không có. Nó có rồi. Cái máy của nó không có. Biết rồi. Xin chào Yến Nhi nha. Rồi. Đầu like sẽ bán sản phẩm 10k nha. Áp dụng chia sẻ 10 nhớ một trang cá nhân nha. Chia sẻ trang cá nhân ủng hộ cho chị nha. Kêu tăng view lên 10 người xem đi rồi mình rồi sẽ lên sản phẩm nha. Đầu like 10 người kêu coi sẽ tặng một cái áo đồng giá 10k nha. Chia sẻ cho chị Nhi. Đây, 10 người xem sẽ tặng cái áo sơ mi 10k nha. Đây, chất con này hoàng. 10 người xem đi là sẽ tặng thầy cái áo này. Gì ghê. Nhãn như vậy. Chị Trâm này, có chị Trâm vô kìa, chị Trâm vô kìa. Hello chị Trâm nha. Không phải đừng có nói nha chị, là chị chắc kêu chị Trâm nói chuyện chị Trâm. Rồi, chào chị Trâm nha. Chia sẻ 10 nhóm với một trang cá nhân cho em nha. Để sẽ tặng 10 người xem là em sẽ tặng cái áo này 10k nè. Đó, áo sơ mi. Chừng nào 10k là sẽ tặng cái áo đó, giờ mình lên sản phẩm nha. Cái áo
bạn chờ xíu nha. Đây. Xin chào chị Út nha. Xin chào Dê Mến Tiêu nha. Đây, cái này là giúp game đàng hoàng. Đây. Hello tình yêu. Đây. Đầm yếm nha. Ren nha. Hai lớp nha. Ở đây còn sẽ đuôi cá nữa nè. Nè, sẽ đuôi cá nữa nè. Này chỉ 59k thôi nha, áp dụng chia sẻ like nha. Ai lấy quả này comment chữ hồng nha. Cái này còn kèm có một cái dây thắt eo nữa nha. Đây là đi tiệc hay đi uống cà phê gì nhìn cũng sang chảnh cực kỳ nha. Ai chia sẻ nhiều nhất cuối like mình sẽ tặng cho một cái đầm hàng Quảng Châu nha. Đây. Một cái đầm công chúa nữa nha. Đây. Hai tầng nha. Ở ngoài có lớp lưới nữa nha. Nay đi ba đi quẩy là khỏi chê luôn nha. Nhìn sang chảnh cực kỳ nha, chỉ 69, chỉ có 59 cao nha. Ai thích chữ này comment chữ đỏ nha. Các bạn. Khó quá trời luôn đó. Hello chị Út nha. Cảm ơn chị nha. Chia sẻ nhiều nhiều nha chị ơi. Em quá trời hàng tặng luôn nè chị. Tặng hết luôn. Chia sẻ nha, chia sẻ nhiều nhiều đi. Em tặng quá trời rồi biết kế nè. Ai thích mẫu này comment màu đỏ nha. Để xa mới thấy. Dạ. Để em đẩy xa xíu coi. Rồi thấy chưa? Thấy chưa chị? Thấy chưa chị? Đây. Vừa sexy mà còn vừa dễ thương nữa. Mặc vô chắc chết người ta quá. Ai thích comment màu đỏ nè, comment chữ đỏ nè. Chị 59 cao nha. Chia sẻ cho em tăng bill lên nhà nhiều đi. Rồi đủ rồi nè, em sẽ tặng cho một cái áo. Đây. Rồi ai lấy câu này comment cho mình số 1 nha. Cái này chỉ có 10k thôi nha. Hàng mới nha, hàng shop lấy về nha, tại xã hết nha, lấy hàng mới nha. Đây ai lấy mẫu này comment số 1 nha. Hello Kim. Nè. Đây là giống như dạng áo laptop vậy đó. Bận lên nhìn xinh dữ lắm nha. Ai lấy mẫu này comment số 1 nha. Cái này là 10k nha. Ai lấy comment mẫu này comment số 1 nha. Ủng hộ cho em Út, nó bán hết đồ cho đi lấy chồng sớm nè. Đây. Xung dài nè. Đó, thấy rõ chưa chị? Thấy rõ chưa chị? Xung dài nè, có tay nè. Xẻ ngực nữa nè. Cái này có kèm thêm một cái dây cực eo nữa. Đây. Mua ở đây mua có 59k là lời luôn rồi, cái khúc giải luôn rồi. Ai lấy mẫu này comment chữ xâm hoa nha. Chia sẻ nhiều nhiều như đây, lát nó cuối like tặng cho quá trời áo kiểu luôn. Sexy cũng có, sơ mi cũng có. Đây, dâm lụa.
Ok. Ok là gì chị Út? Chị Ngọc Trang chị Út nè. Chị ok gì? Mặt đẹp lắm nha. Đẹp lắm con ơi, mặc lên một cái là người ta nhìn là người ta nhức nách liền luôn á. Đây. Hàng mấy này là hàng shop nha, hàng mới nha. Tự nhiên em nó dọn về nó bán hết luôn nè. Nó thanh lý lại nó đi lấy chồng. Đây có còn một cái nơ nữa nè, cái nơ ngay ngực nữa nè. Siết vào cái là nó ôm luôn cái này lại luôn phải chưa? Đó. Cỡ nào nó cũng đưa lên được. Anh thích mẫu này, comment chữ hồng nha. Comment đi, comment ai thích gì mua comment đi. Mua ủng hộ đi, mua ủng hộ cho nó son son lên đi. Tặng liền một cái son dưỡng môi nha. Xin dưỡng môi Thái nha. Ai mua hai sản phẩm đầu tiên được tặng một cây son dưỡng môi Thái nha. Ba vô bé tình yêu ơi. Đây. Nè, đây là đầm von nha, về tới vùng gối nha. Hồng nè, bạn. Cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn chị Ngọc Trang nha. Hồng vậy. Thư đồ gia dụng. Xin chào chị Thư đồ gia dụng nha. Cái này em chốt cho chị Ngọc Trang trước rồi chị ơi. Lựa mấy mẫu khác giùm em nha chị, còn nhiều lắm. Mấy chị tranh thủ chốt đi, ai mà chốt nhanh chốt nhiều là em sẽ tặng cho mấy cái son dưỡng môi nè. Đẹp cực kỳ luôn. Đồng. Dạ đồng giá là 59k chị. Mà mấy chị mua hai sản phẩm trở lên là em sẽ tặng cho mỗi chị một cái son dưỡng môi của Thái nha. Đây một cái đầm nữa nè. Đen hả? Đen hả? Đen em có. Đen này có không chị? Phải comment em chữ ok, ok đi à. Phải cái này không chị? Thầy thấy không? Như một hàng nút nè. Đẹp cực kỳ luôn. Mặc lên thấy nó chiếu chiếu nhìn lấp lánh lấp lánh. Hàng mới hết nên mấy chị cứ an tâm. Đây là hàng shop á. Hồi như em lấy chồng rồi, nó kêu em bán không có bán nên em sell hết luôn. Vậy chị không chốt đen. Vậy chứ chị chốt đen nào. Chị không chốt đen nào hỏi. Chị không chốt đen. Vậy khỏi nhắn cái gì lộn á. Lên 10.000 đi. Dạ 10.000 á chị. Rồi ok chị, chờ em xíu nha. Lên cứ lên nói tiếp em. Lên đầu 10k kiếm đi kìa. Thầy mấy đầu 10k kiếm đi kìa. Không lên coi đi. Đang lên kim nè, làm thiết kế áo dung. Đây. Này là 10k nha chị. Áo ghen ở trong một có một lớp. Anh coi lên kim trực tiếp đi. Mua đi rẻ lắm. Lớp lưới bên trong mỗi hai lớp hả? 10k. Cái này là có cột, cột nơ nữa. Chị đồng ý cái này không? 10k. Thì chị nhắn tin ok em chốt cho chị mẫu này. Thấy không chị? Cao. Lên chia sẻ xem đi. Em bán là em tặng luôn nữa nè. Vừa bán thì tặng nè, lên đi. Tặng cái gì cũng xài được hết á. Tặng lên ngực nữa. Đó, lên liền nha, em chia sẻ đó. Vì cái áo này nữa, áo này 10k. Màu trắng. Để áo mẫu này cũng chữ trắng giùm em nha. Chị chỉ cho điện thoại
chị xin số điện thoại và địa chỉ đến đây luôn chị. 2 cái áo trắng. Ok chị, 2 cái áo trắng. 2 cái áo trắng. Chị hư đồ gia dụng, chị cho em địa chỉ và số điện thoại em chốt luôn nha. Chứng minh địa chỉ và số điện thoại trên like giùm em nha. 2 cái áo trắng, con gái rồi, con gái gì đâu. Gái. Phải hỏi gì phải 2 cái áo đó không? Đây, cái áo có cúp ngực đàng hoàng, trên đây có lưới. Đây, mặc với là quần jean hay là okay. Trắng với sao lưng, trắng với sao lưng. Đây, đây ghi chặt, ghi số đi. Dạ, chờ em xíu nha chị. Trắng với sau lưng. Cái này á hả chị? Đây, 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 đây. Số điện thoại này. Này, cái này 59. Cái này phải không chị? Phải thì ok cho em nha. Số điện thoại này. Ghi số điện thoại đây nè. Like mã số cho người qua biết. Dạ, em biết rồi, chị ơi. Ghi lại số điện thoại là sao? 0162. Hai áo trắng. Cho kêu địa chỉ. Dạ. Cho em thêm địa chỉ nữa nha chị. Em địa chỉ thêm nữa em mới chốt hàng được nha chị. Áo kiểu không à. Áo kiểu đẹp lắm. Anh chị trẻ chưa? Đây, cái áo kiểu nè, chị nhớ lớp tốt vậy, ren lưới nha. Xem lại trắng chữ. Để coi xem lại trắng chữ xem. Chị ơi, cái trắng chữ đó là hàng 59k chị, chứ không phải hàng 10k. Hàng 10k là mấy cái hàng nãy giờ em đưa cho chị. 2 cái áo trắng với mấy cái này nè chị. Xíu. Dạ, chị cho địa chỉ trên like luôn đi chị. Để có gì em chốt luôn cho dễ nha. Nha chị. Người ta lấy cái trắng trước với sau bà ơi. Tôi biết rồi. Cảm ơn nha Tiên Phạm. Mua đi hàng đẹp lắm. Nhỏ em tôi nó về nó xả hết. Mua đi rẻ mà còn đẹp nữa. Mua đại đi cho nó lấy chồng sớm bà ơi. Đây còn một cái 10k nữa nè. Áo lớp tốt nè, áo kiểu nè. Đừng quên lâu lắm. Tỷ lệ nó dám tình chỉ lâu. Vậy lát nữa vậy thì nhớ sau like thì nhớ anh bó lại cho em liền nha, để có gì em chốt cho dễ nha chị. Tại hàng đẹp mình lựa nãy giờ mà hỏi anh bó lại á, mất công qua ngày sau em chốt tiêu không kịp á. Đây có này 10k đó nè, hàng lớp tốt nè, dây nha, ren nha. Đây là dưới là ren nha, ở trên ngực cũng là ren luôn nha. Đây là hàng sớm, em khỏi lo gì giải, nếu không được trả hàng gì cho tụi em. Được thì cứ anh rõ nha, em qua mẫu nha. Em qua hàng số 59k nha. Em có đầm cho không? Em có đầm không? À, em có đầm thôi. Hello chị Diễm Trần. Ở đầm đó chứ đầm ở đúng rồi. Đây. Chị thích đầm sao? Đây. Đen cái cúp ngực 10 luôn hả? Ừ. Đúng rồi, cái nào đâu? Cái cúp ngực đen á. Cái cúp ngực đen kệ bên kia chị. Cái này hả chị? Chị Thư đầu gia dụng á. Cái cúp ngực đen này phải không chị? Phải thì comment cho em ok nha. Đầm bộ. Đen. Đen này phải không chị? Đen thì ok, để em biết chị. Đây, đầm nè chị. Đầm nè chị Diễm Trần. Dạ ok chị. Mấy chị phải chia sẻ lên 10 trang nhóm chứ một trang cá nhân nha. Mới áp dụng giá này nha mấy chị. Đầm bộ đi em. Đầm body má. Đầm chữ không ra của chị yêu mình luôn. Đây, đầm nè. Giải phôn nha, bạn lên nhìn xinh lắm. Đây, vừa dễ thương lại vừa sang nữa. Giải là giải xốp nha, nên khỏi lo. Ai thích mẫu này comment chữ xanh nha. Đây. Có nhúng nhúng ngay cái đường eo nè, nên bặn lên nhìn nó ra phòng dữ lắm. Có 59k à. Nâu à, mấy chị mua từ 2 sản phẩm trở lên mà sản phẩm 59k, mua 2 sản phẩm trở lên là mỗi người em tặng cho một cái son dưỡng của Thái nha.
Được không chị? Không được, em qua chấm cho chấm, em qua mẫu nha. Đây làm xanh nè. Von nha. Bạn lên nhìn xinh dữ lắm luôn. Màu đen hả? Cháy xíu. Này bao nhiêu chị? 59k. Đâm giá 59k nha chị. Đây kim sa không nãy không? Kim sa hộp sò không nè. Lấp lánh ghê chưa? Bặn lên cái là nhìn nhức nách luôn nha. Có tay nha. Chị lấy mẫu này thì ok cho em nha chị. Diễm Trần. Còn không thì chấm cho em trái qua mẫu nha. Hello chị Diễm Trần, cảm ơn chị nha. Ok nè. Ghi vào cái bạch tên. Em có khoác nữa nè. Đây khoác búp bo gì kiểu giờ nha. Đây hoa nè, hoa già nè. Đây là hoa 3D nha, chứ họ họ không có phải là in mà bị tóc giống như mấy cái loại kia nha. Đây. Đây, khoác này chỉ còn có một cái duy nhất thôi. Ai lấy thì comment cho em chữ hoa 3D nha. Dạ, comment trước thì em đưa cho người đó trước chị. Rồi, mẫu này á chị, khoác này chỉ còn có một cái nè. Duy nhất còn có một cái thôi nha. Ok, mau. Ok chị. Cái này cũng 59k đó chị. Ồ, chị Thị Diễm Trần là chị mua áo khoác thêm cái áo khoác nữa hả chị? Cái này cũng có 59k à. Hàng này hàng shop nha. Hoa 3D nha, chứ không phải là mấy cái hoa kia mà chóc chóc thôi nha. Rồi ai lấy comment cho em chữ khoác hoa 3D nha. Không chị, ăn Diễm Trần không có chị. Vậy chứ cái này chị mặn sang lắm. Cái này là kiểu giờ luôn á chị. Lấy đi, có một cái duy nhất thôi á. Có 59k à. Mua nhiều đi, lát nữa em tặng quà đặc biệt cho chị yêu luôn nè. Được thì ok nè. Còn hả? Còn nhưng mà chút phải lên tiếp. Còn nhưng mà tăng bill lên thêm 5 người xem nữa đây. Tăng bill lên cho em thêm đi rồi em sẽ lên hàng 10k tiếp cho chị. Ok chị Diễm Trần, ok tình yêu của em nè. Kinh quá. Đây, một cái đầm body ren nha. Đây, tay cũng ren luôn nha. Thấy mấy thấy không? Trời, nó là cái bông nè. Ren nè, đẹp dễ sợ luôn không? Có áo sơ mi không? Có chị yêu. Hôm nay là hàng giá siêu sốc luôn. Giá banh nóc cho em, nó gom tiền đi lấy chồng. Nè, cổ nè. Bạn nhìn sang lắm. Tôi hỏng mùi rồi. Ok, chị Thư đồ ra dọn cho em xíu nha. Cái này là dài tới đầu gối luôn á. Và ren ở dưới cũng giống như cái tay đó. Nó sang cực kỳ luôn nha. Chỉ có 59k thôi. Ai thích thì comment cho em chữ ren trắng nha. Chia sẻ cho em đông đông vô đi. Em tặng quà cho đông đông người xem đây. Em tặng son với tặng áo kiểu cho. Áo sơ mi nữa, đẹp lắm. Sơ mi nè chị. Sơ mi chữ nha. Đây tay dài. Xăng lên cũng được. Đẹp lắm, bằng với quần jean hay quần sọt ở nhìn cưng dễ thương lắm luôn á. Áo sơ mi đầu. Áo sơ mi đầu gì? Đầu gì ghi tắt đọc sợ quá. Đây là áo sơ mi chữ nè chị yêu. Đây. Bạn lên nhìn là thấy phọt liền luôn nè. Nha.
mềm cực kỳ luôn. Đây là bao chất giải luôn. Đây. Cảm ơn chị yêu. Đây là cái đầm Messi nữa nha, chờ em xíu nha. Đồ quá trời luôn. Lát là mấy chị vô coi đông đông đi. Em sung sung, lát là em vừa bán thì cho luôn. Đây, một cái đầm Messi nè. Đi biển đi tiệc nha, ok lắm luôn. Dây nha. Ồ, còn có cái dây cọc eo nữa nè. Có cái dây cọc eo đó nè, cọc nơ á. Để ôm cái eo của mình lên, nhìn thấy cái eo của mình nó nhỏ. Này thấy không? Nè, dài nha, dài qua đầu gối nha. Đây. Mấy chị chia sẻ cho em nhiều nhiều đây. Em tặng cho mấy chị mấy cây song thái xài là ok luôn. Đồ là đồ đẹp mà còn hàng hiệu được xài, xài hàng hiệu nữa. Đây. Đây là dài luôn. Đây là hai lớp luôn á. Có áo thì có áo giấy phỏng đi. Có áo giấy có giấy phòng vậy. Áo phỏng là gì? Chị nhắn gì? Em không hiểu gì hết á, chị nhắn lại coi. Chị Diễm Trần. Rồi các ai muốn lấy cái đầm Messi đỏ này không? Ở đây chị có giá ở shop em có luôn á, 59k đó. Ok. Ok là lấy luôn cái đầm đỏ này hả chị? Không chị. Phải không, để luôn cho chị nha. Phải thì comment cho em chữ đỏ nha chị. Cái này là bận đi gặp người yêu là chắc ảnh hết về nước nổi luôn quá chị hai. Nè. Cảm ơn chị yêu. Đỏ mà vẫn chị già. Đây, một cái đầm công chúa nè. Ha, tặng lên nè, có ren ở trước ngực luôn nè, dễ thương lắm. Ren, ren ở dưới nè, thấy không? Nè. Hả? Năm mươi chín k chị, đồng giá 59k. Mấy chị chia sẻ like cho em 10 trên 10 hội nhóm với một trên cá nhân là mấy chị sẽ được mua hàng đồng giá 59k. Hàng á là đồng hoàng Quảng Châu nha. Chất rồi nha, thôi em bao cái chất giải luôn nha. Đen bao đẹp luôn, đầm công chúa nè. Ai thích bánh bèo nè, dễ thương cực kỳ luôn nè. Ai thích thì comment giữ trắng nha. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi mấy chị ơi. Nếu ai nhanh thì được à. Đây là nó cúp ở trên này, nó nhúng eo nè. Nó bặn lên thấy là nhìn thấy eo ọt à. Khỏi chê luôn. Anh chia sẻ cho Út rồi kia. Chị Út sao được rồi. Em ngủ nó kêu cái gì. Mấy chị chia sẻ cho em đông đông đi. Em có hứng em like đồ chứ không. Ok. Mời đó. Dạ, chờ em xíu nha chị. Đây. Chị Thư. Ok, ok là gì? Hay. Hay hay vậy là nó đổ kiên nè, đầm đầm sexy quá trời luôn, không lộ đẹp dễ sợ luôn, có 59k à. Đây chị Thư đồ gia dụng nè. Áo cũng vậy, áo lắp tóp của chị nhưng mà nó cũng không có cao lắm đâu, cũng vừa cho mình mặc thôi. Đây. Cái tay nè. Nó bánh bèo dễ thương lắm. Thích thì comment cho em chữ trắng nơ nha. Thì thích thì comment cho em chữ trắng nơ nha. Anh chè hai lúa đang xin. Chào Thúy Diệu. Thúy Diệu nha, chào anh chè hai lúa nha. Bắt đầu nói cái câu này. Bắt đầu nói cái câu này. Chia sẻ này nhớ.
chia sẻ 10 nhóm với một trang cá nhân nha. Em sẽ giảm tặng cho mấy chị một cái son thái nha. Mua 2 sản phẩm trở lên em sẽ tặng cho mấy chị một cái son thái nha. Áp dụng chia sẻ like nha chị. Đây một cái đầm nữa nè, đầm dây nè. Đầm hiện như đầm maxi á chị, để đi biển rồi đi chơi rồi, bạn thoải mái lắm, bầu bì bon chen được luôn nha. Đây. Ai thích mẫu này cho bên chị maxi nha. Hả chị? Giải thôi. Hai lớp rồi, cái này tới 2 lớp rồi. Mẫu này 59k nha chị. Đồng giá 59k, ghim lại đồng giá 59k đi. Chờ em xíu nha, để em chờ em xíu nha chị. Nay là đồ siêu rẻ luôn. Chờ em xíu. Áo. Áo phục dài. Dạ chờ em xíu nha chị. Áo phục dài. Bấm. Chờ em xíu em ghim cái là em lên liền. Cái nào cũng có hết. Chờ em xíu. Lựa đi, lựa nhiều nhiều đi. Ai lựa nhiều nhiều cứ hai người, cứ một người mà 2 sản phẩm trở lên là em sẽ tặng một cái son thái. Vừa mặc đồ đẹp mà vừa có đồ trang điểm nữa. Ai thích mẫu này comment cho em chữ maxi nha. Em qua mẫu nha. Đây, một cái đầm tầng nha. Hai tầng nè. Không. Ba tầng luôn. Ở trên là nhúng nha, nhúng nhưng mà cái này có co độ co giãn lắm. Đây bầu bì bon chen được luôn nha, tại đầm xòe á, mã này nó cũng không có bó sát lắm, vừa người mà lắm, ôm người lắm. Ai thích comment cho em chữ tầng nha. Có đầm sexy nè. Đầm này đi tiệc rồi đi chơi rồi là nhìn dễ thương cực kỳ luôn nè. Đây là dây xích nè. Ok gì chị Thị Diễm Trần. Ok gì chị, comment lại cho em biết nha. Đây. Ở đây là dạng như là vải đen nhưng mà có tiếp tuyến nữa nha, chứ không phải đen không nè. Nên bặn mà pha nắng hoặc là pha ánh đèn vậy là nhìn thấy nó chiếu lắm. Ở dưới sau lưng là nó chéo qua chéo lại vậy nè. Mặt là mặt hai nè. Tôn dáng cực kỳ luôn nha. Đen đầm màu hồng. Hôm nay hả chị? Hôm nay phải không chị? Phải thì comment cho em ok nha. Phải thì ok nha chị. Em chốt với chị luôn. Xong lên đây like đây chị chia sẻ cho. Có nhiều người nãy giờ tới. Này có ai lấy cái này không? Dạ em cảm ơn chị Diễm Trần nha. Đây cái đầm đây. Đầm này đi ba là quẩy là ok luôn nè. Ai thích sexy hoặc là mua đen á, mấy cái này nè. Ai thích comment cho em chữ đen nha. Đây một cái đầm đi biển nữa. Đầm maxi. Thở đằng sau bằng lưới. Ở dưới đây thì kính, còn dưới đây thì thở. Ai thích mẫu này kêu lên chữ đen giùm em nha. 59k luôn nha. Dài nó dài tới chân luôn á. Ai thích mẫu này comment chữ đen giùm em nha. 59k cho chị. Ai theo dõi cuối like em sẽ tặng một cái đầm ôm body. Đi tiệc ôm body nha. Giải lụa đàng hoàng. Chị muốn áo em đang mặc á hả? Bộ này hả? Chị chia sẻ nhiều đi, cuối like em tặng luôn. Dạ. Đó.
đây cái đầm này nè, cuối like ai mà chia sẻ nhiều chụp màn hình gửi qua cho em sẽ tặng cái đầm ôm body này nha. Đó mấy chị thấy không, đằng trước đằng sau đó. Đây cái này là cái sum gan tay dài, cổ này là cổ kính. Ok chị Diễm Trần nha. Đây ai thích mẫu này nha, này là sum nha, có túi nha, ở trên bằng gan nha. Đây ai thích mẫu này comment chữ sum đen giùm em nha. Mẫu này cầm ơn chữ xâm đen cho em nha. Mấy chị thấy rõ không? Đó. Ai chia sẻ nhiều cuối like chụp màn hình gửi qua em sẽ tặng một cái son hai dưỡng môi Thái nha. Đây rất là dễ thương luôn. Đây một cái đầm von màu xanh mà rất là xinh luôn nha. Đó này là dài tóc một gói thôi nha chị, cũng 59k nha. Đó mấy chị thấy rõ không? Đây chị đã hết thì comment chữ xanh giùm em nha, kèm số điện thoại và địa chỉ em chốt hàng nha. Xin chào chị Seon nha. Đây một cái đầm mà bẹt vai, tay là tay lỏ nhưng mà có cột nơ ở đây nữa nè. Đó này là dài tới gối nha chị. Cái đầm này cũng 59k luôn nha chị. Đó, bẹt vai. Đây, mấy chị thấy rõ không? Đây 59k luôn nha chị. Áp dụng chia sẻ like và chào chị Phạm Hoa nha. Đây, 59k màu hồng. Chị nào hết mẫu này giùm em chữ hồng giùm em nha. 59k nha chị. Đó, tay là có cục nơ ở đây nha chị, tay lỡ tới đây nè, ở đây có cục nơ. Chị nào thích mẫu này cho em chữ hồng cho em nha. Lên 10 người xem ơi, em bán sản phẩm 10k nữa cho nha. Đây một cái yếm, đây một cái yếm, mấy chị thấy rõ không, màu da bò á, mặc lên rất là dễ thương luôn. Này đi Đà Lạt hết bài luôn á. Đó mặc chung với cái áo trắng phối cũng đồng giá 59k luôn nha chị. Chị nào hết chữ này thì comment chữ bò cho em nha. Đây là một cái áo mặc chung với cái yếm này. Đó em lên một cái yếm nữa nha, em mặc cho chị xem. Xem cái nào chị? Cái này hả chị? Mặc xem cái này á hả? Mặc cho chị xem thử cái này hả chị? Ok em mặc thử cho chị xem. Không, chị ok em mặc thử cho chị coi nè, chị Diễm Trần. Ok. Không
Chờ em xíu nha chị. Đây một cái đầm yếm lính nữa nè. Đây là model vừa trẻ trung mà vừa model nha. Tăng để chạy. Này phải khóa lại mới thấy kiểu nó nhiều. Có kiểu này bằng chung với cái áo sơ mi hoặc là áo không nè. Đây. Rồi mấy chị coi. Đây. Mấy chị thấy không? Đó, mặt nó có hở đâu. Đây. Mấy chị thấy rõ không? Cái này dài tới gối nha chị. Chị lấy thứ này không? Chị lấy thì chị mang giữ cho bò cho em nha. Em chốt hàng cho chị luôn. Đó. Chào Nga Đinh nha. Lên 10 người xem em sẽ bán thêm cái áo 10k nữa nha. Đó. Dạ. Đây một cái đầm body. Nhưng mà cái này là vải khung da cá nha chị. Đây. Cái này là mặc để uống cà phê được nè chị. Body. Đó, mấy chị thấy không? Body. Tay dài. Này là bằng vải khung da cá nha chị, cũng 59k luôn nha. Đó. Mọi người xem đi, mấy chị chia sẻ 10 nhóm với một trang cá nhân, mọi người lên được 10 người xem em sẽ bán ra một cái áo 10k tiếp nha. Ai hết mẫu này kìa. Cái mẫu này á hả chị? Không, cái mẫu này không có sexy. Ôm body thôi chứ không có sexy. Cổ kính mà chị, đâu có sexy đâu. Nè, kính cổ. Kính cổ. Tay dài, không có sexy lắm đâu. Đó, mà chị mà muốn mặc sexy, em có nhiều kiểu sexy lắm á. Chị hết mẫu này không? Đây. Để em xa đi coi nha. Đó. Chị hết mẫu này thì comment chữ đen cho em nha. À, bà Nhiên hết sexy. Hết sexy hả? Ok, em mặc cái này không sexy nữa thôi luôn á. Đợi xíu nha, em mặc cái đầm đỏ cho chị coi. Không sexy nữa thôi luôn. Chờ với em xíu nha chị. Đó. Sexy đây, sexy phải không? Đó, được không? Đây, em có mấy cái áo này 50k nè. Đó, mấy chị thấy không? Này 50k nha. Đẹp ok. Đẹp ok. Ok, em chốt cho chị mẫu này nha.
chốt cho chị nha. Dạ đếm hai đầu ra nha. Mấy chị thích gì comment đi em à. Màu đỏ nha. Ok chị yêu cứ mua nhiều nhiều đi, em còn rất là nhiều quà tặng nha. Đây. Đây một cái áo dây 50k. Tay cột lại nha, cột quay sau là hình cái nơ nha, đây là cái nơ bự nha. Đây. Dây nha. Dễ thương cực kỳ luôn. 50k thôi. Ai xuyên đêm với tụi em là tụi em bán giá là siêu bất ngờ luôn nè. Đây. Màu ok chị yêu, mấy chị yêu chia sẻ cho em nhiều nhiều đi, em có hứng em like á. Đây một siêu phẩm nữa nha. Đây một siêu phẩm nữa đây. Đây một cái đầm ren nha. Đây ở dưới cũng ren nha, ren mà có đuôi cá nữa nha. Đây sẽ giống như đuôi cá vậy. Hai lớp nha nên không có sợ hở nha. Đây như là đầm yếm gì đó. Cái này còn có tặng thêm một cái dây cục eo nữa. Để ai chốt đi rồi em đi kiếm cái dây cục eo cho nha. Đây nha. Yeah. Xinh cực kỳ luôn. Bận lên là tôn dán lắm. Tại đây là hàng Quảng Châu á, bận lên là khỏi chơi về giải với về dán luôn. Tại nó may chuẩn phọt lắm. Ai thích thì comment cho em chữ đuôi cá nha. Đây, tụi em lên tiếp hàng 10k nha, mấy chị chia sẻ nhiều nhiều vô đi. Lên càng nhiều tụi em càng bán cho mấy chị mấy cái sản phẩm đẹp mà chỉ có giá 10k thôi nha, hàng đẹp không luôn á. Tăng bill lên cho tụi em xíu nha. Đây, một cái áo này, áo ren nha. Này mà dây có nơ, ở trước cũng có nơ mà ở sau cũng có nơ nè. Hồi nãy có mấy chị về hóng hàng 10k nè. Đây, ai thích màu này comment cho em chữ đen nha. Làm gì vậy? Đây. Các chị cứ chia sẻ like nhiều nhiều đi. Cuối like em xem ai mà chia sẻ nhiều là em sẽ tặng cái đầm thiết kế nha. Đầm thiết kế đi tiệc nha. Ai không thích thì em qua mẫu nha. Ai thích xem gì comment em cho xem nha. Đây. Đây là một cái xung dài nha, bạn đi uống cà phê là trời ơi sang chảnh cực kỳ. Hay bạn đi qua nhà người yêu là cũng không có sợ bị nói nữa, vừa dễ thương mà lại vừa dịch sự nữa. Đây. Đây có một cái dây cục eo nữa nè, dây cục eo hình cái nơ nữa. Có túi, hai túi để cho mình ở đây mình bỏ điện thoại, bỏ đồ này kia thoải mái lắm. Đây, xung dài nha, xung hoa nha. Vải là bao vải luôn nha. Hàng rất là đẹp luôn nè. Ai thích thì comment cho em chữ xinh hoa nha. Tăng bill đi, lát nữa em sẽ tặng một cái đầm 0 đồng cho mấy chị. Cứ tăng càng ngày càng tăng lên, vậy là em sẽ tặng cho mấy chị một cái đầm 0 đồng. Đây đi hai chữ. Ok chị luôn. Ok chị Diễm Trần nha. Màu hồng xong mát. Ok. Mua nhiều tất nhiên phải tặng rồi. Khách hàng đặc biệt mà. Đây, một cái đầm lưới công chúa 2 dây. Màu trắng. 3 lớp. Chị thấy rõ không giờ? Chia sẻ cho tụi em đi, chia sẻ cho tụi em nhiều nhiều lên. Em còn rất là nhiều quà tặng hấp dẫn nữa nha. Đồng giá 59k nha chị. Nha chị Hi Hi. Đây. Mọi người xem ơi, em lên hàng 10k nữa cho.
Mọi người xem là đến hàng 10k tiếp nha. Còn hàng 10k đẹp lắm. Đây, cái đầm này đầm công chúa nha, màu trắng. Ai thích bộ này gửi chữ trắng cho em nha. Đây một cái yếm lính nha. Cái này còn mạt, chưa có cắt á, nên bây giờ không có sợ nút vô được á. Này mình mua về á, mình cắt mạt vô là mình sợ nút vô được à. Cái này mặc là bao ngầu luôn à. Đó, một cái yếm. Đây, chị thấy không, một cái yếm, yếm màu lính. Chị đã hết thời gian mới chữ lính cho em nha. Cái này là vải tốt lắm luôn á. Đây một cái hàng 10k nha. Cái này là cái áo ống á, mình cột lại vậy nè. Đó, thấy không, em mặc thử cho mấy chị hình dung ra nha. Đây cái này là cột vậy nè. Đó, cột là cái nơ đây nè. Đó, chị thấy không, cột thành cái nơ đây. Chào Thùy Linh lại nha. Đây, cái này là 10k nha. Đây là hàng đặc biệt đó. Mấy chị thấy không, 10k nha. Áo ống cột lại. Đây, chị tao thích mẫu này cho em chứ ống cho em nha. Đây một cái đầm ống nữa. Đây một cái đầm ống nha. Đó, màu xanh ghiêu, màu rất là lạ luôn nha. Đó, đầm ống có hai cái tay là tay lưới đó, đắp chéo á. Đây đầm công chúa mà rất là sang luôn, mấy chị thấy không. Một tầng ở đằng sau là dài, còn ở trên là ngắn á. Ai thích mẫu này cầm em chữ xanh cho em nha. Đây một cái đầm công chúa nữa nha. Cái đầm này màu đỏ nha. Đó, chị thấy không, bằng lưới luôn nha chị. Cúp ngực có mút ngực đàng hoàng nha. Đây, chị nào thích mẫu này thì kem chữ đỏ cho em nha. Nè mấy chị thấy rõ không, cái này mặc vô không có ngắn lắm đâu, nó vừa tới một gối của mình nè à. Mấy chị thấy không, đây đó. Em lên tiếp nha. Đây một cái sum đen, sum đen 59k đồng giá hết tất cả các sản phẩm nha chị. Đây sum đen tay lưới, cái này là hả, đây là cái dạng màu có quần á, sum á, mà cái này đắp chéo quá nè, nhìn rất là lạ luôn á, màu đen. Mấy chị thấy cỏ không, mọi người xem ơi, em tặng một cái áo kiểu không đồng nha. Đây, ai thích mẫu này coi chữ đen cho em nha. Đó, lưới và hình bông hoa hồng đàng hoàng nha. Đó, mấy chị thấy rõ không?
một cái đầm. Tay cổ là cổ bẻ nha, bằng lưới luôn, còn ở dưới là hiêu nha, hiêu hoa nổi luôn nè, mấy chị thấy rõ không? Đó. Chị đã hết cổ này, comment chữ bông cho em nha. Nó có mấy cái bông nè, comment chữ bông cho em nha. Cái mẫu này đi tiệc là sang lắm luôn nha chị. Đó. Ai hết cổ này comment chữ bông cho em nha, 59k nha chị. Em sẽ lên một cái này 10k tiếp nha. Đây, ai lấy mẫu này cùng em chữ trắng thêm ơi. Chị ơi, chị áo dây đầu. Chị có nói gì em hiểu, chị comment lại. À, chị Diễm Trần, chị comment lại nha. Chị comment cho em thấy rõ, em không hiểu á chị. Đây, cái áo này 10k luôn nha. Chị đã hết mẫu này, còn chữ trắng cho em nha. Đó, mấy chị thấy rõ không? Đây, một cái đầm. Đây, một cái đầm ghiêu phone 59k luôn nha chị. Chị thấy rõ không? Đó. Có một vàng nút ở đây nè. Cổ là cổ bẻ. Đó. Đậu phi trắng. Hai chút biêu. Cái người đặt rồi. Trắng chút cho kiên. Ừ. Trắng chút ngực chút cho kiên. Ok, trắng chút ngực kiếp cho kiên nha. Trời ơi, ai lấy mẫu này comment chữ xanh cho em nha. Áo phục dài hả? Giờ em chờ 5 phút nha, để em vô em lựa ra nữa, nhiều quá. Để em xíu nha chị Diễm Trần. Lấy cái áo kiểu mô đèn đó kia hết lắm. Áo phục. Ai hết mẫu này comment chữ xanh cho em nha. Em qua mẫu nha. Đây, một cái áo cúp ngực hai dây bằng yếm nha, có cột cái nơ đằng sau nè, cái nơ bự luôn. Cái này là 50k nha. Ai lấy mẫu này cho mấy chữ đỏ cho em nha. Có mút ngực dày dặn đàng hoàng, không cần phải mặc áo ngực luôn. Đây, mình cột đằng sau thành cái nơ. Chị thấy rõ không? Đó. Đây. Ai lấy mẫu này cho mấy chữ đỏ cho em nha. Đó, mấy chị thấy rõ không? Trời, cái này mặc là hết bài luôn. Đi quẩy là hết bài. Ai à? Ai lấy? Lấy đỏ. Chọc hang. Chị nhắn gì vậy chị hay nhiên? Lấy đỏ. Chị lấy đỏ hả chị? Nếu chị lấy cái màu đỏ này chị chốt chữ đỏ cho em nha. Chị cầm không? Mà chị cầm em. Chị Diễm Trần, chị lấy cái mẫu này chị mình chữ đỏ cho em nha. Để em chốt hàng cho chị nha. Đó, chị thấy rõ không? Đó. Có mút ngực dày dặn luôn. Cột đằng sau, khỏi cần mặc áo ngực. Thấy đã. Ồ, thấy đã. Lấy luôn, thấy đã lấy luôn. Đó, thấy chưa? Thấy đã nè. Ừ, đã thiệt. Thấy đỏ đi là gì? Thấy đỏ đi. Lấy đỏ đi nè. Nếu mà chị lấy đỏ thì chị lấy đỏ thì chị ok cho em chốt cho chị nha chị hai. Đây, ở kia hai màu đỏ đi. Hai đỏ đi hả?
hai là lấy cái nào đi mà trao vô thương mà có hai là mới lên đây một cái đỏ nữa đây. Này là ren nha, ở dưới ren nha. Đây. Hai đỏ. Dạ. Đang hai đỏ chị, chờ xíu chị. Đây cũng có cái đỏ nè. Đây ở đây là ren nha. Ren đường ngực nè. Ở dưới cũng ren luôn nha. Ai chốt ở này em bán cho 50k thôi. Ai chốt ở này thì chốt cho em chữ 50 nha, 50 đỏ nha. Ừ, thả xuống. Thả xuống. Quá hay, người ta đến chợ kìa. Chị. Mẹ. Rồi, siêu phẩm lên nha. Đây. Ai chờ siêu phẩm có siêu phẩm nè. Thấy không? Nè, quân chính hơi luôn nè, còn quân chính hơi luôn nè. Đó, cúp ngọc đàng hoàng. Đó. Được thì comment cho em chữ ok nha chị. Hết sảy luôn. Ai muốn là ai lấy cái áo này chị Minh chữ đỏ cho em nha. Nãy chị hỏi phọt dài ấy chứ chị hai. Không có phọt dài mà chỉ có cái dùm dài ha. Dùm dài này chị bạn cũng sang lắm nè, dáng chị mà bạn cái này lên là nhìn sang chảnh dữ lắm luôn á. Nè. Này giống như là dải lụa vậy đó. Dài mà bạn nhìn nó tôn dáng lên cho lắm. Thấy không? Em thấy cái dáng chị hai bạn cái này là ok nè. Cái này nó xẻ ngực nữa nè. Hiếm tư chủ nhật con lên nhận hàng khỏi gửi. Ok con, nãy giờ con lựa mấy cái rồi, nãy kia lựa mấy cái rồi. Con lấy mẫu này không? Sexy lắm nè. Đó, đi chơi với người yêu hết sảy luôn nè. Được thì lấy mẫu này nè. Được thì comment chữ đỏ. Cái này để lại 50 nè. Ai lấy mẫu này comment chữ đỏ để lại 50 nè, đỏ 50 đi. Không có lấy mẫu này, em hai mẫu khác nha. Đây một siêu phẩm nữa đây. Đây chỉ 30k thôi nha. Ai hết comment chữ ra. Đây một hàng, một hàng. Hàng này hàng gì ta? Cái gì nó tùm lum tùm la. Đây sexy nha, ai thích sexy lấy mẫu này nha, comment chữ kem nha. 30 nha. Rồi chốt cái này cho chị Trần Nguyễn. Hay Trần, hay Trần. Này đỏ 50. Ok, ok con nha Kiên. Rồi đỏ 50. Cái bịch. Rồi. Này cái này chốt cho chị Cẩm Duyên nha. Rồi 30k chốt chị Cẩm Duyên nha. Ừ, tôi không thấy cảnh viên nha bạn. Nè. Bà cũng đi ra chi con đi. Thì tôi mua hay tôi để lên đây. Ơi bà gài hàng tôi hả? Ông mày bán mà mày vô gì? Ôi mày. Đây siêu phẩm lên nữa nha. Đây một siêu phẩm. Một siêu phẩm bùng nổ luôn nha. Đó. Đây. Có dây kéo làm sao nha. Ở đây có dây kéo làm sao nha. Ở đây là lưới nha. Đây là lưới nha. Đây trắng. Rồi, ai thích mẫu này bán cho 50 luôn. Rồi, thích mẫu này comment chữ trắng nha. Rồi, tăng bill đi, cứ tăng bill lên. Lát nữa sẽ tặng cho một cái đầm thiết kế nha. Tặng cái mầm thiết kế trị giá 0 đồng nha.
có đờ là gì? Có đờ bên đây. Không biết hỏi cái gì không nha. Có đờ là gì chị? Ok. Ok gì chị? Ok gì? Lấy cái mẫu này á hả chị? Có mẫu này thì chị dám chị trắng cho em nha. Này chốt rồi. Chị mẫu này hả chị Diễm Trần? Cái áo trắng này nè chị lấy thì chị bấm chứ. Ok luôn, là cái màu trắng này đúng không? Ok, ok. Chờ 5 phút lên siêu phẩm đi nha mấy chị. Ok luôn. Cái hàng, mấy cái hàng này là hàng mới hết nha. Tại để trong kho với chở xe về á, nên nhiều khi dính một chút xíu bụi á. Mấy chị chịu khó giặt ra một xíu nha. Giặt ra cái ra liền à. Tại hàng mới này chỉ dính bụi thôi. Chờ xíu lên siêu phẩm nha mấy chị. Tăng bill đi, tăng bill lắm. Em sẽ tặng một cái áo, áo kiểu dễ thương cực kỳ luôn nè. Chờ em xíu nha. Em cho người mẫu thử đồ. Còn nhiều lắm, lựa đi chị, lựa đi. Lát nữa em sẽ tặng cho chị nào mua nhiều nhất một món quà đặc biệt. Đây. Các chị thấy không? Đây, họ nguyên khúc lưng sao luôn nè. Đó, hai dây. Đó, mấy chị thấy không? Cái này mặc rất là xinh mà rất là sexy luôn đó. Chị nào lấy chưa? Comment chữ xanh cho em nha. Đó, mấy chị thấy rõ không? Chị nào lấy hàng mà cái mẫu này thì comment chữ xanh cho em nha. 50k luôn nha chị. Đó, mấy chị thấy rõ không? Đây. Ừ đúng rồi. Ai lấy mẫu này comment chữ xanh cho em nha. Đây. Mấy chị thấy rõ không? Đây em nhờ là gần cho mấy chị thấy chứ cái chất vải nha. Đó. Em lên mẫu khác nữa nha. Chị he là mẫu nào chị? Chị he là cái áo áo xanh nãy không? Chị he là ta cười má. Chốt hàng. Chờ em xíu nha.
Đêm nay có mấy mẫu hot lắm nha, mà giá siêu rẻ luôn, mấy chị chờ em xíu nha. Đây siêu phẩm lên nha chị yêu. Mấy chị đây thấy chưa, mấy chị thấy rõ không? Đây ở dưới là hai dây chéo lại như yếm vậy đó. Ở đây có một cọng dây xích nữa nha chị. Đây ở đây là nó đính nguyên một hàng. Chị hết tiền rồi. Thôi cưng ghê chưa. Dạ ai thích mẫu đen này thì comment cho em chữ đen nha. Có ai đang xem không? Chấm cho em, chấm em lên, em lên đầu 10k nè. Hết người xem của em xuống like nha. Bye bye mấy chị yêu nha. Có gì ngày mai em chốt view cho mấy chị yêu nha. Ngày mai em lên siêu phẩm tiếp cho mấy chị. Bye bye. Bye bye mấy chị yêu nha. Dạ bye bye mấy chị nha.